trắng xanh vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Lưu Thị Vân cùng với cô dâu Lê Nga chú rể Lê Lực xin được đồng nhiệt chào các vị quan khách, các vị khách quý là thành phần quan trọng đại diện cho bên phía gia đình nhà trai cùng với bên phía gia đình nhà gái, bên kia đó là bạn bè đồng nghiệp của tân chú rể và cô dâu cùng với bà con lối xóm đến từ gia đình nhà gái. Tất cả các vị, chúng ta đã cùng hiện diện trong buổi sáng ngày hôm nay tại tư gia của bên phía gia đình nhà gái chúng tôi để cùng chung tay và đồng hành tham dự cùng với sự kiện lễ hỏi nạp tay dành tặng cho chú rể Lê Lực và cô dâu Lê Nga. Và lời nói đầu tiên xin được thay mặt cho ban tổ chức thay lời cho bên phía gia đình nhà gái cùng với trung tâm tổ chức sự kiện thần thủy nhân dịp đầu xuân năm mới 2023 xin được mang đến cho tất cả các vị quan khách, các vị khách quý đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay một lời chúc mừng năm mới hạnh phúc, an khang và thịnh vượng để cùng mong muốn dành tặng cho gia đình nhà gái chúng tôi, để cùng tác hợp cho mối lương duyên dành tặng cho Lê Lực và Lê Nga. Và ngay bây giờ, trước khi đến với nội dung quan trọng của bốn cây trầu mà ngày hôm nay gia đình nhà trai đã cùng chuẩn bị mong muốn gửi trao cho gia đình nhà gái, ông cha ta vẫn thường nói rằng đầu có xui thì đuôi mới lọt, trong nhà có giỏ thì ngoài ngõ mới thương. Ngay bây giờ, xin được mời quý vị cùng làm quen với thành phần đoàn đại tộc đến từ gia đình nhà trai và gia đình nhà gái thông qua phần nghi thức đầu tiên, đó cũng chính là nghi thức vấn danh. Đây chính là cơ hội đặc biệt để rồi hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng giới thiệu về thành phần quan trọng chủ chốt nhất mà gia đình nhà trai cùng với gia đình nhà gái đang cùng có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị khách quý thân mến, trong không khí của ngày mùng 6 Tết ngày hôm nay, với phương châm của gia đình nhà gái chúng tôi đón khách như đón mùa xuân, tiếp khách như tiếp người thân trong nhà, ngay bây giờ kính mời đại diện trưởng đoàn đến từ gia đình nhà trai sẽ cùng khởi thân đứng dậy để cùng phát biểu ý kiến và giới thiệu sơ qua về thành phần quan trọng nhất của gia đình nhà trai chúng ta đang cùng có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời và kính mời. Yeah.
đây là bà Vân. Vâng, rồi chúng tôi giới thiệu. Chứ biết là đây là bà Nhi, là mẹ của Đâu Lực. Đây là bố của Đâu Lực. Tôi là ông bác. Còn đây là tất cả này. Đây bà gì bà Ua này. Bà bác cũng đang ngồi đây này. Tức là về để Đâu Lực đó nè. Bên ngoài của bác đây này. Đây là ông này là về bên ngoài của nhà bà Ly. Xa quá cho nên là còn ông bác có nhà chính ông đại này là đang ngồi trong kia tất cả là bây giờ bởi vì nó phụ thuộc về tình hình ngồi cho nên là nó hơi loạn cho nên là để mà giới thiệu là phải đứng lên chắp tay với lại các ông bà bên gái nó là nó phải hơn. Cho nên là thôi thì bây giờ như thế này, tất cả có điều gì hôm nay trên hỏi gia chúng tôi đã đưa tất cả các cái đồ lễ nghi lên để xin nói thưa chuyện với gia đình bên hỏi gái thì bây giờ là tôi xin giới thiệu bà Ly để đứng lên để trao cái cươi dầu. Đây có bốn cây dầu, tức là lặng ngõ này, ăn hỏi này, xin nhớ là làm tài này, thẻ là xin nhập dâu này, thế là đã đầy đủ. Thì xin nhớ lẽ trao cho bà. Cảm ơn rất nhiều với lời giới thiệu đầu tiên đến từ đại diện của gia đình nhà trai chúng ta đã cùng hiện diện trong buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay trở về từ thôn 1, Định Tín, thân yêu. Gia đình nhà trai cùng đã trở về với gia đình nhà gái khá là đủ đầy, cùng với các ông, các cụ bà, cô dì, chú bác, là thành phần quan trọng đại diện cho bên phía nội tộc và ngoại tộc đến từ gia đình nhà trai chúng ta, đã trở về tham dự trong sự kiện ăn hỏi nạp tài dành tặng cho Lê Lực và Lê Nga. Cùng với đó thì ngày hôm nay, gia đình nhà trai cùng đã hiện diện khá là đủ đầy với tất cả bạn bè đồng nghiệp của tân chú rể chúng ta đã cùng hiện diện tại thái bồng tư gia của bên phía gia đình nhà gái. Và thông qua lời giới thiệu đến từ đại diện gia đình nhà trai, thành phần quan trọng nhất mà gia đình nhà trai đang hiện diện lúc này chính là sự có mặt của người cha, người mẹ xin thành nên chú rể Lê Lực, ông Lê Văn Đái và bà Vũ Thị Ly. Và cũng vì khách quý thân mến, nhà trai cũng đã giới thiệu xong rồi, nhà gái chúng tôi đẹp lòng muốn đáp lời ngay. Và ngay bây giờ, để cho hai con Lê Lực và Lê Nga hiểu rõ hơn về thành phần thông gian nội tộc của gia đình nhà gái chúng tôi, ngay bây giờ trân trọng kính mời bác trưởng đoàn của gia đình nhà gái cùng sẽ khởi thân đứng dậy để cùng có đôi lời phát biểu ý kiến. Và bên cạnh đó thì bác sẽ cùng giới thiệu về thành phần quan trọng nhất của bên phía gia đình nhà gái chúng ta đang cùng có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Trân trọng kính mời và kính mời. Alo. Kính thưa hôn trường, tôi là Lê Văn Biển, xin giới thiệu về gia đình chúng tôi. Đây là bà Trịnh Thị Miến là vợ tôi. Đây là ông Lê Văn Hùng đấy, bà Vân. Bên cạnh tôi là cô con gái đầu của tôi, ông Tít Còn, bà chín ruột của tôi. Về phía gia đình nhà chúng tôi, nói chung là nội ngoại của gia đình chúng tôi hôm nay là đều có mặt trong cái gia đình hoàn cho là giữ cái lễ của chúng tôi về phía bên nội. Còn phía bên ngoài thì tôi xin giới thiệu là bà Lan, là bà ngoại sinh ra cháu Vân, bà Nhũ tức là chị của bà bác của bà Lan. Còn phía ở trên bên tay trái của tôi cũng là tất cả là cô dì chú bác, là những người gần của gia đình nhà bà ngoại cũng có mặt trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì tôi cũng xin báo cáo với phía ông Lực, ông sinh ra cháu Lực và bà là sinh ra cháu Lực. Còn tất cả là nội ngoại ở phía đường gia đình nhà trai thì cũng có mặt sự trong cái buổi hôm nay là vô cùng là đủ đầy. Thì chân thành cũng không có năm mới, cũng không có cái gì hơn. Chúc gia đình bên hòa trai và tất cả hôn trường có một sức khỏe dồi dào. Đã giàu thì giàu hơn, mà đã đẹp thì đẹp mãi.
chúc hai bên gia đình hạnh phúc trăm năm. Cảm ơn thật nhiều, cùng với những lời giới thiệu khá là chân thành và đủ đầy đến người ông nội của tân cô dâu chúng ta đã cùng tham dự và đại diện cho bên phía gia đình nhà gái. Giới thiệu sơ qua về thành phần quan trọng nhất của bên phía gia đình nhà gái đang cùng có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị khách quý thân mến, ngày hôm nay với cương vị chính là vị chủ nhà mến khách, gia đình nhà gái cũng đang hiện diện khá là đủ đầy, cùng với các ông, các cụ bà, cô dì, chú bác, đại diện cho bên phía nội tổng và ngoại tổng của gia đình nhà gái đã chuẩn bị tham dự trong buổi sáng ngày hôm nay. Và nhân dịp đầu xuân mới ngày hôm nay, gia đình nhà gái cũng rất vui mừng được chào đón cho sự hiện diện của toàn bộ bà con đối xóm đến từ thôn Châu Thôn 2, Yên Lạc, Yên Định, Thanh Hóa thân yêu, cùng với người bạn thân của cô dâu Lê Nga đã trở về tham dự cùng với sân khấu vô quy của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Và cũng như gia đình nhà trai, thành phần quan trọng nhất của gia đình nhà gái lúc này là sự hiện diện và có mặt của người cha, người mẹ sinh thành nên cô dâu Lê Nga, ông Lê Xuân Hùng và bà Lưu Thị Vân. Và chúc mừng cho gia đình nhà trai và gia đình nhà gái đã cùng hoàn tất xong nghi thức đầu tiên của mình, đó là phần nghi thức vấn danh. Xin được kính trân trọng kính mời tất cả quý vị hãy cùng mang đến cho hai bên gia đình chúng ta một tràng thật lớn nữa để cầu chúc mừng nhà. Xin mời. Và quý vị khách quý thân mến, không khí của ngày đầu xuân năm mới khi mà sắc xuân đang còn tràn ngập trên các mọi nẻo đường của miền quê của Yên Lạc chúng ta, ngày hôm nay gia đình nhà gái cũng đang chào đón tất cả những tình cảm chân thành nhất để cùng mang đến cho các vị quan khách, các vị khách quý đến từ gia đình nhà trai. Và trong không khí cực kỳ nồng nàn và thân thiện ngày hôm nay thì Xuân Sang thẳng thắn nói đến với hai hỏi chúng ta một điều rằng nhà dâu nhà rể đâu xa, hôm nay kết mối tình thân đậm đà, hôm nay nhà trai nhà gái cũng đã gần rồi, hai bên kết mối giao hòa trăm năm. Và cùng với phong tục cưới hỏi dân tộc Việt Nam chúng ta bao đời để lại, ngày hôm nay gia đình nhà trai cũng đã chuẩn bị với 4 cơ chầu đầu tiên để cùng mong muốn dành tặng cho gia đình nhà gái. Cơ chầu đầu tiên chính là cơ chầu dạm ngõ, cơ chầu thứ hai cơ chầu ăn hỏi, cơ chầu thứ ba cơ chầu xuyên cưới, hay ông cha ta vẫn được hay gọi đó là định giờ ngày cưới, và cơ chầu thứ tư chính là cơ chầu nạp tay. Ngay bây giờ trân trọng kính mời bố mẹ sinh thành nên chú rể và cô dâu sẽ cùng khởi thân đứng dậy để cùng dạy tặng cho nhau với cơ chầu đầu tiên chính là cơ chầu dạm ngõ. Trân trọng kính mời và kính mời. Và xin được mời bố mẹ sinh thành nên cô dâu Lê Nga, đó là bố Hùng và mẹ Vân, sẽ cùng dang rộng vòng tay của mình để cùng đón nhận tình cảm đầu tiên đến từ bên phía gia đình nhà trai trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị khách quý thân mến, cùng với cơ chầu đầu tiên đang được gia đình nhà trai dành tặng cho bên phía gia đình nhà gái chúng tôi, và bên phía gia đình nhà gái đang cùng đón nhận với những tình cảm chân thành và nồng ấm nhất để cùng tác hợp cho mối lương duyên của hai con. Và xin được mời một đại diện của gia đình nhà gái đó ạ, hãy cùng đưa cơ chầu này vào bên trong bàn thờ giao tiên cúng bái tổ đường. Trân trọng kính mời một bác đại diện cho gia đình nhà gái chúng ta sẽ cùng đưa vào bên trong trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúc mừng cho hai bên gia đình hoàn thành xong cơ chầu đầu tiên chính là cơ chầu dạm ngõ. Xin được mời quý vị hãy cùng vang lên một tràng pháo tay lớn để chúc mừng nhà. Xin mời. Quý vị khách quý thân mến, cơ chầu đầu tiên được diễn ra thành công chính là tiền đề quan trọng để cho bên phía gia đình nhà trai sẽ cùng hướng đến với cơ chầu thứ hai chính là cơ chầu ăn hỏi, hay xin ghi ông cha ta vừa thường hay gọi đó là bỏ miếng chầu. Và ngay bây giờ, không để cho tất cả mọi người chúng ta cùng chờ đợi lâu hơn, trân trọng kính mời bố mẹ sinh thành nên tân nương và tân gia nhân sẽ cùng tiếp tục khởi thân đứng dậy và sẽ cùng dành tặng cho nhau cùng với cơ chầu thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được mời bố mẹ sinh thành nên chú rể Lê Lực, ông Lê Văn Đái và bố Thị Ly sẽ cùng đứng dậy đi ạ. Và sẽ cùng gửi trao cơ chầu này cho gia đình nhà gái. Và đón nhận tình cảm chân thành này, kính mời ông Lê Xuân Hùng và Lưu Thị Vân hãy cùng tiếp tục dành tặng tình cảm đặc biệt của mình để cùng đón nhận cơ chầu thứ hai đến từ bên phía gia đình nhà trai chúng tôi. Cường sẽ cùng đại diện cho gia đình nhà gái ạ, hãy cùng đưa vào bên trong bàn thờ gia tiên thắp hương bái tiến tổ đường. Và xin mời quý vị hãy cùng chúc mừng cho hai bên gia đình chúng ta và một tràng pháo tay lớn nữa để cùng chúc mừng nhà. Xin mời. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, một ngày đặc biệt quan trọng của hai bên gia đình khi mà tất cả chúng ta đang cùng trở về bên nhau để cùng dành tặng cho nhau thật nhiều tình cảm đặc biệt và chân thành nhất, tác hợp cho mối lương duyên của hai con Lê Lực và Lê Nga. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với gia đình nhà gái và gia đình nhà gái và gia đình nhà trai là sự tác nghiệp của trung tâm bệnh viện áo cưới cũng như trung tâm quay camera chuyên nghiệp Trung Thanh, cùng đàn lưu lại những tấm hình tuyệt vời nhất tại quê hương chúng ta để cùng mang đến cho hai bên gia đình với những hình ảnh tuyệt vời và nồng ấm nhất. Còn ngày hôm nay thì tại sân khấu chính của bên phía gia đình nhà gái chúng tôi, gia đình nhà trai cũng đã chuẩn bị với cơ chầu thứ ba chính là cơ chầu xin cưới, hay ông cha ta vẫn thường hay gọi đó là định giờ ngày cưới.
Và trước khi gia đình nhà trai gửi trao cơ chầu này cho gia đình nhà gái, trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đến từ gia đình nhà trai sẽ cùng khởi thân đứng dậy phát biểu ý kiến về thời gian ngày giờ đón dâu để xem gia đình nhà gái có đồng thuận và nhất trí cùng với thời gian ngày giờ mà bên phía gia đình nhà trai sẽ đưa ra hay không. Trân trọng kính mời ý kiến về thời gian ngày giờ đón dâu đến từ đại diện của bên phía gia đình nhà trai. Trân trọng và kính mời. Cảm ơn rất nhiều cùng với ý kiến về thời gian ngày giờ đón dâu đến từ đại diện của bên phía gia đình nhà trai chúng tôi. Và các vị khách quý thân mến, thông qua lời phát biểu đến từ đại diện gia đình nhà trai thì bên phía gia đình nhà trai chúng tôi, ông Lê Văn Đái và Vũ Thị Ly sẽ cùng mong muốn xin phép gia đình nhà gái, gia đình ông Lê Xuân Hùng và Lưu Thị Vân tổ chức sự kiện thành hôn cho Lê Lực và Lê Nga vào ngày 12 tháng 1 năm Quý Mão. Và về thời gian, gia đình nhà trai dự kiến sẽ xuất phát từ nhà đi khoảng 9 giờ 5 phút, có mặt tại gia đình nhà gái vào khoảng 9 giờ 30 đến 9 giờ 35. Sự kiện vui vui long trọng của hai con được diễn ra đến khoảng 10 giờ kém 5. Gia đình nhà trai sẽ cùng đưa đón cho tân cô dâu Lê Nga trở ra cuộc cổng hoa cưới của gia đình nhà gái để cùng trở về với bên phía gia đình nhà trai tổ chức sự kiện hạnh phúc trăm năm cho hai bạn vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày. Vậy sau khi quan điểm về thời gian ngày giờ đón dâu gia đình nhà trai đã đưa ra, liệu gia đình nhà gái có đồng thuận và nhất trí cùng với thời gian ngày giờ này không? Ngay bây giờ, kính mời phần đáp lời trở lại đến từ đại diện của gia đình nhà gái. Trân trọng kính mời và kính mời. Alo. Thông qua cái sự phát biểu của ông bác ở đường phía nhà trai, tức là ông bác ông Lộc, thì tôi đại diện của họ gái là nhất trí, tức là cái hướng đi và đón cháu về là do cái sự việc sắp xếp của bên nhà trai. Gia đình nhà gái chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Cảm ơn rất nhiều cùng với sự nhất trí cao đến từ bên phía gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị khách quý thân mến, thật đúng là yêu nhau chẳng ngày đường xa, trăm sông cùng lội ngàn đèo cùng qua, yêu nhau vạn sự chẳng nề, 100 triệu lệnh thì cùng kê cho bằng. Trong năm luôn có tháng, trong tháng luôn có ngày, và trong ngày luôn có những giờ đẹp, giờ hoàng đạo, để cho gia đình nhà trai cùng với gia đình nhà gái có quyền thống nhất một lời chọn. Ngày hôm nay, cùng với quan điểm về thời gian ngày giờ đón dâu, gia đình nhà trai đã đưa ra, gia đình nhà gái chúng tôi hoàn toàn nhất trí và đồng thuận cùng với lịch trình thời gian của bên phía gia đình nhà trai. Và từ nay đến ngày 12 tháng 1 chính là công tác chuẩn bị của gia đình nhà gái để cùng chào đón tất cả mọi người trở về tham dự cùng với sự kiện vui quy long trọng dành tặng cho Lê Lực và Lê Nga. Cùng chính vì điều đó mà ngay bây giờ kính mời bố mẹ xin dành nên hai con hãy cùng khởi thân đứng dậy dành tặng cho nhau với cơ chầu thứ ba, chính là cơ chầu xin cưới. Trân trọng kính mời và kính mời. Và các vị khách quý thân mến, cùng với cơ chầu xin cưới này chính là cơ chầu sẽ nên dâu nên rể nhà người. Bắt đầu từ giây phút này đây, bên phía gia đình nhà trai đã cùng chấp nhận người con gái Lê Nga trở thành con dâu chưa cưới trong nhà, cũng như gia đình nhà gái đã cùng chấp nhận chàng trai Lê Lực trở thành chàng dày hiền, chàng truyền hảo của bên phía gia đình nhà gái chúng tôi. Và cùng với cơ chầu đặc biệt này thì kính mời gia đình nhà gái hãy cùng tiếp tục đưa về bàn thờ gia tiên cúng bái tổ đường. Và đề nghị quý vị hãy cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng nhà, xin mời. Quý vị khách quý thân mến, cơ chầu thứ ba, cơ chầu xin cưới đã được diễn ra thành công. Và ngay bây giờ chính là khoảnh khắc ra mắt của chàng dày hiền, chàng dày thảo của gia đình nhà gái chúng tôi. Kính mời chú rể Lê Lực và cô dâu Lê Nga, hai bạn hãy cùng nắm tay nhau để tiến về với khu vực trung tâm sân khấu chính của gia đình nhà gái đi ạ. Và xin được mời hai bạn hãy cùng dành tặng đến với tất cả mọi người một cái cúi đầu chào ra mắt thay cho ngài lời cảm ơn chân thành. 1, 2 và xin mời. Quý vị cùng tay để chúc mừng đi ạ. Quý vị khách quý thân mến, một nàng dâu khá là xinh xắn của gia đình nhà trai chúng tôi. Và ngày hôm nay, chàng dày hiền, chàng dày thảo của gia đình nhà gái đã cùng chính thức ra mắt. Ngay bây giờ, kính mời người cha xin thành nên cô dâu Lê Nga, đó là ông Lê Xuân Hùng sẽ cùng khởi thân đứng dậy, đưa đón cho hai con trở về với bên trong bàn thờ gia tiên, hoàn tất nghi lễ dâng hương bái tiến tổ hương. Và trân trọng kính mời chú rể và cô dâu.
Và nhân dịp đầu xuân năm mới, trong không khí của ngày đầu tiên của năm mới 2023, trong lúc quý vị đang cùng chào đón cho sự trở lại của người cha sinh thành nên cô dâu chúng ta, trở về với mặt đường danh dự trung tâm của sân khấu chính của gia đình nhà gái, trở về với cơ trầu thứ tư, chính là cơ trầu nạp tay. Ngay bây giờ xin được thay mặt cho trung tâm tổ chức sự kiện Tần Thủy mang đến cho tất cả quý vị với một món cơm nhạc đầu tiên trong buổi sáng hôm nay, ca khúc được mang tên Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Quý vị hãy cùng thưởng thức. Có một không gian nào đó chiều dài đôi như có khoảng mây mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu đây nỗi nhớ anh mơ về bên em ngồi. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm bay bay chiều hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm bay bay chiều hạt rồi mà chưa với nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu ấm. Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đã tan. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu ấm. Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đã tan. Cảm ơn xin chào một tay quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, ngày hôm nay bằng tình cảm chân thành và đồng nhất thì tất cả quý vị đã cùng trở về với gia đình nhà gái chúng tôi để chúc mừng cho mối lương duyên của Lê Lực và Lê Nga. Và với ba cơ trầu đầu tiên đã được hoàn tất thì ngày hôm nay gia đình nhà trai cũng đã chuẩn bị với cơ trầu thứ tư, chính là cơ trầu nạp tài. Cơ trầu nạp tài chính là tình cảm đặc biệt chân thành tiếp theo mà ngày hôm nay gia đình nhà trai mong muốn dành tặng cho bên phía gia đình nhà gái. Cùng với đó thì ngày hôm nay gia đình nhà trai cũng đã chuẩn bị với một chiếc phong bì ra vốn. Đây người ta gọi là chút tiền mọn, một chút tiền treo. Để rồi gia đình nhà trai sẽ cùng gửi gắm cho gia đình nhà gái để cùng mong muốn và đồng hành tác hợp trong mối lương duyên dành tặng cho chú rể và cô dâu. Ngay bây giờ kính mời bố mẹ xin dành nên hai con hãy cùng tiếp tục khởi thân đứng dậy dành tặng cho nhau cơ trầu thứ tư, cơ trầu nạp tài. Và quý vị khách quý thân mến, cùng với cơ trầu nạp tài thì ngày hôm nay gia đình nhà trai sẽ cùng mang đến cho bên phía gia đình nhà gái chúng ta. Và xin mời tất cả quý vị hãy cùng dành tặng cho hai bên gia đình chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nhé. Quý vị khách quý thân mến, cơ trầu nạp tài đã được diễn ra thành công và cùng với đó thì ngày hôm nay gia đình nhà trai cùng đã chuẩn bị với năm mâm chín lễ sang trọng để cùng mong muốn dành tặng cho bên phía gia đình nhà gái chúng tôi. Và ngay bây giờ kính mời bố mẹ xin dành nên hai con hãy cùng khởi thân đứng dậy để cùng dành tặng cho nhau từng mâm chính lễ một trước sự chứng kiến của các vị quan khách, các vị khách quý. Trân trọng kính mời và kính mời.
Và quý vị khách quý thân mến, miếng cam nước chầu chính là phần đầu trong buổi câu chuyện tình yêu. Và ngày hôm nay, miếng cam nước chầu sẽ nên dâu nhà người. Và mâm đầu tiên gia đình nhà trai đang cùng dạy tặng cho gia đình nhà gái, đó là mâm chầu cau. Với 100 quả cau xanh cùng với 100 lá chầu vàng, ngày hôm nay gia đình nhà trai đang cùng đem đến cho gia đình nhà gái chính là tình cảm đặc biệt chân thành đầu tiên để chúc mừng cho mối lương duyên của tân chú rể và cô dâu chúng ta. Chầu và cau thì không thể tách rời nhau, nếu tách ra thì đắng thì cay, khi họ kể lại sẽ cùng làm đắm say lòng người. Và xin được mời đại diện gia đình nhà gái hãy cùng đưa về bên trong ạ. Và quý vị khách quý thân mến, chầu cau đi trước thì rượu trà thuốc trà bài theo sau. Đây chính là nội dung của mâm xính lễ thứ hai. Sau mâm rượu trà thuốc, trân trọng và kính mời. Quý vị khách quý thân mến, trong những ngày vừa qua là lúc để rồi tất cả quý vị chúng ta đã cùng làm công tác chuẩn bị cho một cái Tết cổ truyền của dân tộc trở về với mọi người mọi nhà. Và hương vị của trà và rượu chính là một phần không thể thiếu để cho con cháu chúng ta sẽ cùng sửa soạn bày lên bàn thờ gia tiên cúng bái tổ đường. Và hôm nay gia đình nhà trai cùng đã lựa chọn sản phẩm rượu trà thuốc bánh kẹo đến từ trong và ngoài nước để cùng mang đến cho bên phía gia đình nhà trai chúng ta. Xin được chúc mừng cho hai bên gia đình hoàn thành xong mâm xính lễ thứ hai sau mâm rượu trà thuốc và bánh kẹo. Trở về với sản phẩm thứ ba đó là mâm xính lễ xôi và thịt, trân trọng kính mời và kính mời. Quý vị khách quý thân mến, mâm xính lễ xôi thịt là một mâm xính lễ đặc biệt tượng trưng cho sự rể trong cuộc sống cũng như vinh hoa phú quý vạn niên. Xôi và thịt biểu tượng cho âm và dương, biểu tượng cho trời và đất, biểu tượng cho mối giao hòa đặc sắc giữa tình yêu của con người và thiên nhiên. Ngày hôm nay với sản phẩm của xôi và thịt, gia đình nhà trai cùng đã mang đến cho bên phía gia đình nhà gái chúng ta. Và xin được mời cặp đôi áo dài thứ ba hãy cùng đọc đưa vào bên trong của gia đình nhà gái đi ạ. Và quý vị khách quý thân mến, sản phẩm thứ tư trong buổi sáng ngày hôm nay đó là sản phẩm của trái cây. Hương vị ngọt ngào của trái cây chính là hương vị ngọt ngào trong tình yêu. Và ngày hôm nay gia đình nhà trai cùng đàn lựa chọn với những sản phẩm trái cây nổi tiếng đến từ các tỉnh miền Bắc, miền Nam và miền Trung của nước ta để cùng mang đến cho bên phía gia đình nhà gái. Và với sản phẩm này, gia đình nhà trai chúng ta sẽ cùng đưa đến cho bên phía gia đình nhà gái và đưa vào bên trong của bên phía gia đình nhà gái chúng ta. Và sản phẩm thứ năm đó là sản phẩm của bánh phu thê, trân trọng kính mời hai bên gia đình. Quý vị khách quý thân mến, vợ chồng người nặng tình sâu, yêu nhau đến bạc đầu vẫn thương. Đây chính là nội dung của sản phẩm thứ năm mâm xính lễ bánh phu thê mà ngày hôm nay gia đình nhà trai đang cùng mang đến cho bên phía gia đình nhà gái. Và cùng với năm mâm xính lễ trong buổi sáng ngày hôm nay tượng trưng cho phúc, lộc, thọ, khang, ninh, gia đình nhà trai cùng đã mang đến cho bên phía gia đình nhà gái. Và xin được mời bố mẹ của cô dâu và chú rể chúng ta cùng lưu lại cho mình tuyệt vời nhất đi ạ. À, xin được mời cô dâu chú rể đứng vào bên trong và bố mẹ đứng hai bên ạ. Chúng ta cùng chụp tấm hình lưu niệm trong phần giao tài này. Và xin được mời tất cả quý vị dành tặng cho hai bên gia đình chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đi ạ. Xin mời. Cảm ơn rất nhiều với tình cảm chân thành này và hai bên gia đình chúng ta đã cùng dành tặng cho nhau. Và xin được mời tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục nâng lên những ly trà tiếp theo tại sân khấu chính của bên phía gia đình nhà gái chúng ta. Và xin hỏi quý vị còn muốn nghe hát không ạ? Quý vị thân mến, nhân dịp đầu xuân năm mới tiếp tục thay lời cho trung tâm tổ chức sự kiện Thuận Thủy mang đến cho tất cả quý vị với một ca khúc rất mới nằm trong album đầu tay của nam ca sĩ Lê Cường có tên Nơi Ấy Miền Quê Anh. Xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức. Anh mời em về quê hương anh, nơi anh sinh ra lớn lên từ đó. Đất quê nghèo, giàu tình yêu thương, đã bao đời ghi tròn tình quê. Quê hương anh, có dòng sông Lam.
chắc núi người. Về quê anh nghe điệu hò vì rằng đặng ẩn tình mộc mạc mà tư từ lưng hoa đến bờ tre gốc già thương mẹ già vẫn một nàng hai xương quê anh nghèo vẫn và lòng em vui dù dòng lá có trôi bê tình cả cá vẫn ngược dòng ở lại sông lắm em hãy về quê sứ nghệ đồng chút bên núi Hồng Lĩnh nghe mẹ kể về tình làng nghĩa xóm đêm tắt đèn vẫn trọn đời bên nhau yêu thương rồi như buổi